Rồi xin chào em trai nhé. Em cho anh biết là em họ tên là gì? Dạ chào anh, em tên là Lê Nam Tú anh. Lê Nam Tú hả? Dạ đúng Tú rồi. nhiêu tuổi đây em? Dạ năm nay em 35 tuổi. Rồi em nguyên quán ở đâu? Em hiện tại đang sinh sống ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang luôn hả? Dạ. Rồi em hôm nay về đây nhờ anh em chụp dương ghi hình đăng tin tìm ai đấy? Dạ hôm nay em đến để nhờ sự hỗ trợ của các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải á, để đăng tin tìm vợ và con của em. Vợ em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1984. Và con của em thì có một bé trai năm nay 7 tuổi thì sinh vào năm 2016 và một bé gái năm nay 4 tuổi sinh vào 2019. Em cho anh biết này, hai vợ chồng em thời gian vừa qua sống ở đâu? Hai chồng em sống ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang luôn anh. Rồi rồi em cho anh biết này, em có biết lý do tại sao mà vợ và con em bỏ nhà đi không? Trước đó thì vợ và em thì cũng có xích mích, nhưng mà sau đó thì vợ em cũng có quay lại và sống lại với em bình thường rồi. Và vào ngày 28 tây vừa rồi thì vợ có nói với em là để chở hai bé về bên ngoại để thăm ngoại. Thì nhà ngoại thì cách đó cũng đâu đó tầm khoảng 20 hai mươi mấy cây, hai mấy cây số, thì em cũng đồng ý để cho đi, em cứ nghĩ là bình thường thôi. Rồi sau đó thì đến ngày 29 tây là ngày hôm sau thì vợ em có nhắn tin lại với em, nói là sẽ dẫn hai đứa con đi luôn, không có quay về sống với em nữa. Rồi trong quá trình chung sống thì vợ em cũng có thường là so sánh là hiện tại với em á thì làm cũng lâu rồi, cũng đi làm lâu rồi nhưng mà thấy chưa có dư dả gì cả đó, thì vợ cũng có phát sinh vấn đề là chán. Gọi là vợ em chia sẻ là gọi là hai người cũng sống với nhau lâu rồi, nhưng mà mình có thể là trong cái công việc của mình ấy, để cái sự phát triển sự nghiệp là cũng chưa có tăng lên, Dạ chúng mày chưa có tăng lên vì vậy kinh tế nó cũng chưa có được nhiều, kinh chưa có tế, ổn đúng thì hồi trước giờ thì em vẫn chưa để cho vợ con em là thiếu thốn bất cứ cái gì, không? nhưng mà gọi là dư dả so với người ở ngoài thì em vẫn chưa có bằng người ta đó, là giờ em cũng thường có phần này vấn đề đó. Nhưng mà nếu để so sánh thì chưa biết thế nào cho vừa. Người ta nhiều tỷ người ta còn chưa đủ, hàng ngàn tỷ người ta còn chưa đủ mà em nhé. Thế vì vậy cho nên là mình tùy theo khả năng, không ai mong muốn là mình không bằng người ta, ai cũng mong muốn là mình có một Về cuộc khả năng sống. thì em cứ nghĩ là em sẽ cố gắng làm và không để cho con em hay là vợ em nó thiếu thốn gì là được rồi. Em anh biết ở Hậu Giang là em có nhà không, Dạ Hậu Giang là thuê nhà. đang thuê nhà? Em đã dự kiến là chuẩn bị có nhà chưa, mua nhà chưa? Dạ em có mua đất rồi. À mua đất rồi à, dự kiến là chuẩn bị xây nhà thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vợ em trong thời gian vừa qua làm công việc gì? Vợ em thì làm nghề trang điểm cô dâu, trang điểm cô dâu với nghề tóc. Thu nhập ổn không em? Dạ thu nhập thì cũng ổn. Rồi trong thời gian vừa qua hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn nhiều không? Nhà cũng ít hả? Ít hả? Em có biết là vợ em có những mối quan hệ nào nó phức tạp không? Mối quan hệ phức tạp thì em không có biết, nhưng mà lần này vợ em dẫn con em đi giày thì em nghĩ là chắc cũng có người để là gọi là hướng dẫn hay là gì đó để cho vợ em dẫn luôn con em đi. Chứ bình thường thì hiện giờ hai đứa con của em á thì đang đi học, nhà trong đó bé trai thì đang học lớp 2 nữa, thì bé chuẩn bị thi học kỳ thì không có gì tự dưng mà để vợ em dẫn con em đi như vậy, ảnh hưởng đến việc học của con. Vợ em trong thời gian vừa qua em thấy cái tình cảm vợ em dành cho em có yêu thương nhiều không? Dạ Hay là cũng giảm bình sút? thường ạ. Bình thường. Hai vợ chồng em là tối có ngủ chung không? Dạ vẫn ngủ bình thường. Con của em ngủ riêng, hai vợ chồng ngủ riêng. Dạ ngủ chung luôn. Bốn người ngủ chung, Dạ. hai cả hai con. Dạ. Vợ em đi làm này có bao giờ cái giờ giấc thất thường không? Dạ không ạ. Không à. Tối vợ em có về không? Ở nhà không ạ. Vợ em từ trước là có giờ đi đâu một cách không không rõ ràng không? Cũng có đi một thời gian là gần hơn 2 tháng. Có đi một thời gian hơn 2 Đi tháng. đâu vậy, Theo em tìm hiểu thì biết là đi ra ngoài Trung Quốc. làm gì Em không biết à, về không hỏi biết, thì giờ em không có nói. về hỏi không nói. Dạ. Ồ vậy là căng ấy. Có thể là như vậy là vợ em, nếu thà rằng nói thật, Dạ. còn không nói thật như là vậy là có mối quan hệ khác. Cái vấn đề đó thì em không có đánh giá được, thì tại vì mình không có biết. Rồi em thì em chủ yếu là đến đây ngày hôm nay là nhờ cái mạng xã hội của anh em đội hiệp sĩ mình đó, là để chia sẻ thông tin này ra rộng rãi trên cộng đồng mạng giúp em. Và cộng đồng mạng thì nếu mà có biết được thông tin đó của vợ hoặc là con của em thì có thể là làm ơn thông báo về chỗ đó anh em, các anh em của đội hiệp sĩ Bình Dương của anh Nguyễn Thanh Hải, hoặc là có thể là gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại là 098. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm amidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.
33 44 445. Dạ thì em từ lúc mà vợ em dẫn con đi tới giờ thì hầu như không có đêm nào em ngủ, em luôn thức Em để cho anh chờ biết điện này. thoại. Vợ em đi dẫn con đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Dạ bữa nay nó là 22 ngày rồi. 22 ngày qua. Hai con của em đang học hay là một bé? À, cả hai đang học. Đang học. Học tại Hậu Giang luôn hả? Dạ đúng rồi. Vợ em đi là có đem theo tài sản gì đi không em? À, vợ em đi thì có đem hết toàn bộ giấy tờ của con đi. Còn tiền bạc, kinh tế? Tiền mặt kinh tế thì không có, Không có hay em không biết? em không biết. Không biết à? Có hay không em không biết? Vợ em có đi theo xe không? Đem xe đi không? À, lúc nhà vợ em đi thì có chạy chiếc xe Alex đời 2016 đi, chiếc xe có màu vàng cam. Còn ngoài ra kinh tế nói về tiền bạc thì em không biết. Trước là mình nhà làm đi làm về có tiền có đưa cho vợ Dạ, lúc trước đây thì có anh, nhưng sau này thì em không còn đưa nữa. À, mà em chỉ nói là giờ em cần cái gì, cần khi nào cần á, và cần chia sẻ chuyện gì thì cứ nói em sẽ đưa thôi, chứ em không còn chủ động đưa như trước đây. Vì sao? À, tại vì cũng có lấn cấn gì về tiền bạc của vợ chồng em một phần. Có thể có nhiều điều của em nó cũng khó à. Dạ Rồi em cho anh biết này. Vậy là vợ em thì đi làm trang điểm cô dâu. dạ Nói chung là thu nhập thì chắc có thể là cũng cũng tạm ổn ha. dạ thu Có nhập công việc thì thì nó cũng ổn định lắm. Còn các con của em là ai là người đưa đi đón về? Dạ, trước đây thì là em là người đưa đi đón về, rồi sau này thì vợ em và nói là để vợ em đưa đón. Dạ thì hai vợ chồng em cứ thay phiên thôi, thì ai cũng đi làm cả, thì nếu mà là người nào rảnh đó, thì sẽ đưa đón con, rồi thương lượng nhau thôi Em để cho đưa anh biết đón này. đứa. Trong thời gian vừa qua là em bao giờ em đánh đập vợ không? Dạ không anh. Chưa hề luôn hả? Dạ Mình có nhậu nhẹt bê tha say xỉn bao giờ không? Chửi vợ nhậu thì em có nhậu, em nhậu tương đối nhiều, không? nhưng mà em chưa bao giờ gọi là quậy quản cả. Nhưng mà anh hỏi lại em một lần nữa. Dạ Vợ em tức hay giận hay vì lý do nào đó hay em buồn nghĩ là em hay vợ là em có chán thể em? là giận hoặc là buồn, giận với buồn em. Còn vấn đề chán em chắc cũng có thể là có, tại vì vợ em cứ thì sau này là cứ đem vấn đề là em chưa có thành quả gì trong công việc hay cuộc sống cả Có để nghĩa đâu là vợ em để suy dạ bì. Theo mình cách mình tự hiểu là mình theo cách không em bằng người tưởng đàn như ông khác. vậy. dạ Kiểu như vậy đi. dạ Kiểu vợ em trong lòng cũng đạo nghĩ như vậy. dạ Nhưng mà chưa hẳn là đi với người khác mà đã ngon hơn mình. em không biết. Đó. Thế là trong cuộc sống nhiều điều khó lắm. Nhiều khi vợ chồng thương yêu nhau đến mấy chục năm này còn xa cách nhau. Đó. Còn vì lý do nào đó mà cuối cùng lại đi theo người khác mà người khác lại còn tồi tệ hơn nhiều lần. Đó. Thế là tưởng rằng như vậy nhưng mà không phải vậy. Thế là đôi khi là mình phải vui và mình phải biết trân trọng những hiện tại của mình. Đến giờ phút này là vợ đi hai mấy ngày qua em đã thông báo với gia đình bên vợ chưa? 22 ngày qua thì em cũng có dùng rất là nhiều cách. Em có thông báo với gia đình bên vợ và các anh chị bên vợ, nhưng mà bên vợ thì đều nói là không biết và không có thông tin. Cứ kêu là khi nào có vợ em có gọi điện về á thì sẽ cho em hay thôi. Rồi nhưng mà hiện tại thì tất cả các số điện thoại giờ em sử dụng, rồi mạng xã hội ví dụ Zalo, Facebook thì giờ em đều tắt hết. Nên không có cách nào liên lạc được cả. Em đến giờ phút này em mà thương vợ nhiều hay thương con nhiều? Và hiện tại thì em nói thật luôn đó, thì hai đứa con đó là mạng sống của em. Nói chung là con là quan trọng nhất. Còn vợ thì đã là một người trưởng thành rồi. Vợ em thì hiện giờ nếu sẵn thông qua mạng xã hội như vậy, em vẫn muốn nói với vợ em biết luôn. Thì nếu mà vợ em có cái định hướng về một cái cuộc sống mà tương lai tốt hơn với bất cứ một người nào hay là như thế nào đó, thì vợ em cứ nói ra thôi, chia sẻ. Thì giờ thanh niên thế kỷ 20 hai mươi mấy rồi, chứ không phải còn như hồi xưa mà để giận hờn dẫn con đi như vậy. Trong khi á thì con em hai đứa đang đi học, thì làm cha làm mẹ thì đương nhiên người nghĩ đến cái tương lai của con trước đi, để con cái nó học hành xong. Thì em vẫn nói luôn á, thông qua các kênh của các anh em của đạo sĩ anh Hải, là nếu mà vợ em có cuộc sống mới thì em cứ chọn đi, anh sẽ chấp nhận. Rồi nhưng anh kèm có một điều kiện duy nhất thôi, đó là sẽ để cho con nó được gần anh. Anh sẽ chăm sóc cho con, rồi cho con ăn học nữa, chứ không thể để con mà nó ảnh hưởng đến việc học con như vậy, là con nó không có tội tình gì cả. Nói chung là em vẫn mà mong muốn là được nuôi các con. Dạ đúng, Nếu vợ mà nếu giờ em có cuộc sống mới thì em sẽ muốn được nuôi con. nói chung là buồn thì cũng phải chấp nhận được, đúng Dạ không? đúng. Không ai mong muốn là gọi là tan đàn xẻ nghé cả. Nhưng điều đó nếu thành hiện thực thì mình cũng phải Chấp nhận chấp nhận, đúng không? Không ai mong muốn cả. Đó là duyên phận rồi em ạ. Anh thấy trong câu chuyện này có nhiều điều mà em cũng đang giấu cho vợ. Nhưng mà anh nhìn là anh sẽ biết được trong câu chuyện này vợ em đi một thời gian mất tích, gọi là rời xa chồng và có thể là xa con đi Phú Quốc.
một thời gian của nó rất dài. Đúng. Nếu một người bình thường không bao giờ rời xa gia đình để đi đâu đó một nơi rất xa như vậy, đó là những cái câu chuyện vô cùng phức tạp. Nếu phải em mà em không ở với vợ, đúng không, em đi đâu đó với ai nữa không quan tâm, nhưng mà em đi một cách bất thường năm bữa nửa tháng mà vài tháng như vậy, đó là những cái dấu hiệu bất thường, có thể là em sẽ ngoại tình, đúng chưa? Không có lý do nào đó mà tự dưng về gia đình hỏi em nói là không biết, đừng hỏi mấy thứ đó kia, đó là anh thấy là nó không có gì đó là trung thực, đúng không? Vì vậy đây có thể là vợ em, anh nói thật là vợ em có thể là suy bì và đang đứng ở giữa để cân và đứng núi nọ mà nhìn núi kia, đang nhìn em là có thể là em không có tương lai gì cả đó, mà nhìn người ta là cứ tương lai sẵn rồi nhưng dù rằng chưa đến đâu. Vì vậy đôi khi là người ta nói chuyện ngọt này, nghe là dễ thương này, người ta đang nói là bây giờ anh đang làm chủ tập đoàn này, công ty vân vân rồi đó, em cứ ôm con về đây, bỏ thằng chồng đi, anh nuôi hết. Nên nhiều khi nhiều người vợ nó cứ tưởng thật. Đó cũng không thể là một cái chiều hướng, nhưng mà em dù mặc dù em không mong điều đó xảy ra, nhưng mà nếu cho dù có xảy ra hay gì đó thì cái mong muốn duy nhất của em hiện tại á là em sẽ tìm được hai đứa con của em. Em sẽ chăm sóc cho nó. Rồi bây giờ em nhân tiện cái video này, 22 ngày qua em không nói chuyện với vợ. Dạ đúng rồi. Mà em rất mong muốn để được nói chuyện với vợ một lần. Em rất mong muốn được trao đổi thẳng thắn với vợ em, là xem thử hiện giờ vợ em ý muốn là cái gì. Đó. Và cùng nhau thương lượng để giải quyết thôi. Và sau đó thì em muốn biết được cái tình hình sức khỏe của con em, tại vì khi đi như vậy á, hai đứa nhỏ thì nó rất là mến em. Và đặc biệt là con trai em á, thì nó đang học mà chuẩn bị thi học kỳ nữa, mà dẫn đi như vậy thì ảnh hưởng đến việc học của con em. Nên em muốn thương lượng vợ em á, là để con em được tiếp tục học đi. Còn nếu mà vợ em có hướng khác thì vợ em cứ về đó rồi sinh sống để cho con đi học được bằng đàng hoàng và bình thường. Em sẵn sàng em sẽ ra đi. Nói chung là mình đàn ông đúng không, chấp nhận thiệt. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương á, mà ghi nhận cái thông tin của em mà đăng tải lên, mà nghe tìm được ra thông tin mà biết được vợ em đang sống ở đâu đó, và không phải là một cái câu chuyện bình thường mà buồn em, mà một buồn em nó chỉ là một phần rất nhỏ, đấy là chỉ cớ thôi, mà anh em tìm được ra mà vợ em sống với người đàn ông khác mà có bằng chứng, thì em còn muốn ở với vợ em nữa không? Lúc đó thì em nói, em muốn nói chuyện rõ ràng với vợ em xong rồi em mới giải quyết được. Vậy là vẫn muốn nói chuyện một lần. Dạ đúng rồi. Để có hướng giải quyết. Tại vì cái gì cũng phải rõ ràng hết, chứ không thể là mình sẽ quy chụp được. Rồi. Cái câu chuyện này trong thời gian vừa qua anh em đã ghi nhận rất nhiều. Rất nhiều ông chồng về đây chia sẻ là vợ em rất thương em, nhưng mà không biết vợ em đi đâu ai dụ. Nhưng đến khi anh em tìm ra thì thực sự là chẳng ai dụ. Mà chính vợ của các em đi dụ người ta. Đó. Mà sống với người ta luôn. Nhiều ông chồng về đây là phải là đối xử với vợ rất tốt, không bao giờ đánh đập vợ, chẳng bao giờ chửi bới, lo toan cho vợ. Nhưng mà đôi khi cái khả năng của người ta chỉ được như vậy thôi. Em hiểu ý không? Ví dụ cái khả năng người ta kiếm tiền hoặc khả năng cái tư duy người ta chỉ được như vậy thôi. Nhưng mà vợ ở nhà để cứ tưởng là người khác tốt hơn. Vì vậy nên đôi khi là đã có nhiều câu chuyện là bỏ vợ, vợ bỏ chồng và bỏ 3 đến 4, thậm chí 5 người con. Đó, đi sống với những người đời khác ở trong phòng trọ. Mà những cái phòng đó thậm chí là không có gì để ăn sống người. Là câu chuyện có thật. Nhìn rất tồi tệ, sập xệ. Mà những cái người tình đó nhìn không giống ai. Mà tại sao mà những bà vợ bất ham, đó là anh em tìm ra. Thì rất nhiều bà vợ hiện nay đã tỉnh ngộ và quay trở về cùng với các con của mình. Các anh em ơi, trực tiếp là nhiều khi là đi suốt đêm luôn để tìm. Mà hiện nay thì nhiều câu chuyện nào cũng được giải quyết rất tốt đẹp. Nhưng rất lấy làm tiếc là nhiều câu chuyện là nhiều em gái hoặc chị gái đến giờ phút này không chịu về với chồng. Đó là có thật. Đó, em xem thì em đã thấy rồi. Em cho dù là em chỉ mong bây giờ là tìm được vợ con em trước. Về phương diện với vợ em á, thì em muốn cần một cuộc nói chuyện rõ ràng. Sẽ vợ em sẽ muốn cái gì như thế nào, rồi cùng nhau thương lượng giải quyết thôi. Còn riêng con em á, em muốn con em nó sẽ đảm bảo được cuộc sống đầy đủ nhất, được học hành nó tốt nhất. Nếu đường xui rủi mà thiếu tình thương mẹ và tình thương cha, điều đó chắc em không có muốn. Em chỉ muốn em con em á là có đầy đủ tình thương của cha mẹ luôn, và cùng nó để nó phát triển cho nó lớn. Nếu đó là vấn đề mà do vợ em muốn thì em cũng nên chấp nhận. Nhưng mà con em thì em mới biết được tung tích. Hiện giờ con em nó mất tích là tính ra hôm nay nó là 22 ngày rồi. Em không có được một cái tin tức gì của con em cả. Đó là điều em đang lo nhất. Nên em sẵn sàng từ ở dưới Vị Thanh. Em bắt xe từ đêm hôm lên tới đây. Mục đích của em là để gặp được các anh em hiệp sĩ đây. Tại vì thông qua những mạng xã hội thôi. Hiện giờ thì cái điều kiện của Việt Nam mình mặc dù rất là phát triển. Hầu như tất cả các anh chị trên cộng đồng mạng thì đều có sử dụng các mạng xã hội hết. Thì em muốn nhìn nhờ thông qua các kênh xã hội, mạng xã hội của anh Hải với các anh em để chia sẻ rộng rãi thông tin này giùm cho em.
để em sớm tìm được con của em là quan trọng nhất, và vợ của em để có thể giải quyết rõ ràng chuyện của em hơn. Anh nghĩ rằng hôm nay em về đây chia sẻ cái thông tin này, chắc chắn khẳng định là vợ hoặc gia đình bên vợ hoặc những ai liên quan mà đang đi cùng vợ em sẽ xem được. Thì chắc chắn là sẽ có thông tin. Được. Tại vì gia đình bên vợ thì em cũng có liên hệ rất là nhiều lần, thì bên đó cứ nói là không biết. Rồi trong khi vợ em thì ngày 28 tây tháng 10 vừa rồi á, về thì nói là có về thăm bà ngoại, và đi về nói là về lại bên vị Thanh á, thì về vào ngày 29, nhưng mà từ ngày 28 tới 29 á thì không có về bên đây và cũng không có về nhà nữa. Và khi em hỏi đến á thì phía bên ngoại thì hầu như thái độ rất là dửng dưng. Chứ nếu mà giờ giống vai trò giống như tất cả các bà con trên cộng đồng mạng này á, người thân của mình mà đi mà mất tích giống như vậy, không có thông tin liên lạc á, thì chắc chắn em nghĩ là ai cũng sẽ đóng ruột, cũng sẽ tìm đủ mọi cách để tìm người thân của mình về hay là biết được thông tin như thế nào. Còn bên gia đình ngoại thì hầu như em hỏi tới thì cứ nói là không biết, là khi nào mà có gọi về thì cho em hay, cứ gọi về cho em hay thôi. Nói chung là anh nghĩ rằng chắc chắn là gia đình bên vợ em sẽ có thông tin, nhưng vì lý do nào đó có thể là không cho em biết hoặc đang giấu em đó. Cái Nhưng đó mà thì hy không vọng là biết anh được. em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin này. Bây giờ này em hãy nói chuyện với vợ em một lần trên video này, để hy vọng là vợ em xem được, vợ em hãy suy nghĩ lại, vợ em tìm cách liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, hoặc vợ em sẽ ôm con quay trở về làm lại từ đầu. Em lên tiếng đi. Hôm nay thì cũng thông qua các trang mạng xã hội của anh em của anh Nguyễn Thanh Hải ở sĩ Bình Dương á, thì anh cũng muốn nhắn đến em là nếu cho dù em có quyết định như thế nào về tương lai của mình hay cuộc sống của mình á, thì điều đầu tiên anh mong em hãy là mơ nghĩ đến tương lai của con đang đi học, nó không có tội lỗi gì hết mà để em phải bắt con đi như vậy, ảnh hưởng đến việc học của con. Thứ hai nữa, xét về tình cảm cha con và mẹ con á, em thương con thì anh cũng thương, nhưng bây giờ cho dù em có đi đâu làm gì, thậm chí hiện giờ em nói là em muốn sống với con thì anh vẫn để em sống với con, chứ anh không có bắt buộc gì cả, anh nên để em sống với con đó. Nhưng mà em phải để cho anh được chăm sóc hoặc là được thăm nom con của mình hay được liên lạc với con của mình, chứ không có lý do gì mà để em dẫn con đi xong rồi chặn hết tất cả liên lạc như vậy, để anh phải xa con của anh. Rồi. Còn nếu mà em có bất cứ một cái vấn đề gì đó khó nói hay là khó giải quyết, khó xử lý, thì vợ chồng em có thể là mạnh dạn cứ nói, mình cùng nhau thương lượng và tìm cách giải quyết, chứ không có để đến mức mà em bắt vô tính mấy ngày nay như vậy. Anh rất là lo cho em và cho con, đặc biệt là con của mình nó còn nhỏ lắm, hai đứa nhỏ thì nó tương đối năng động, em cũng biết là hiện giờ với năng lực của em á thì em không thể giữ được hai đứa nhỏ đâu, mà em giao cho người ngoài thì em cũng thấy rất là nhiều lần con mình hầu như là mình nhiều khi giận mình còn la gầy hay đánh nó, mà huống chi là người ta, em giao cho người ta em có yên tâm được hay không, trong khi cha mẹ vẫn còn đầy đủ chứ đâu có chết đâu mà em lại dẫn con đi như vậy. Và anh mong là nếu mà em có vô tình em thấy được cái video này thì em liên hệ lại với anh và anh và em sẽ cùng giải quyết, còn nếu mà em không nhìn thấy được thì anh cũng chấp nhận thôi. Còn riêng về cái bà con trên cộng đồng mạng xã hội á, thì em cầu mong là bà con sẽ hỗ trợ, sẽ giúp đỡ giùm cho em. Nếu có thông tin được của vợ em và con của em thì hãy liên hệ với đội hiệp sĩ Bình Dương của anh Nguyễn Thanh Hải, hoặc là gọi qua cho em qua số điện thoại là 098 33 44 445, em tên Tú, báo tin giùm cho em. Em xin cảm ơn và hậu tạ tất cả bà con cộng đồng mạng. Vợ em thì em xin nhắc lại là em sẽ vợ em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, và sinh vào năm 1984. Dạ, con của em á, là Lê Nguyễn Việt Nam, sinh vào ngày 7 tháng 6 2016, con gái là Lê Nguyễn Quyền Anh, sinh ngày 19 tháng 1 2019. Con trai em thì năm nay nó 7 tuổi rồi, và con gái thì đang là 4 tuổi, và cả hai bé thì em cũng có cung cấp được cái hình ảnh cho anh em ở đội hiệp sĩ Bình Dương á, thì bà nhà bà con cộng đồng mạng nếu có nhận diện được vợ cho con em đang ở đâu thì vui lòng báo giùm giúp cho em cảm ơn. Rồi, ok. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện tiếp theo. Một em trai hiện nay đang sinh sống ở tại Hậu Giang, mà cũng vượt xa, phải nói là cái quãng đường phải là khá xa để về đây nhờ anh em mình xuất chương ghi hình để đăng tin. Mục đích chính là tìm vợ và tìm được các thông tin các con của mình. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái cùng với hai đứa trẻ đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên, để giúp có thể là em gái ôm con quay trở về cùng gia đình để cùng có cách giải quyết. Đây là câu chuyện vẫn là thực sự là trong câu chuyện cuộc tình, mà đặc biệt là cuộc sống hôn nhân, trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều muôn vàn câu chuyện vô cùng phức tạp. Đó, vợ chồng giận nhau cũng ôm con đi, và giận nhau cũng đi theo nhân tình. Đó. Ở cuối video này anh xin phép được thay mặt các anh em về Bình Dương
Anh chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe em nhé. Dạ, cảm ơn. Rồi, hôm nay thì em về đây nhờ anh em một xíu dương ghi hình. Em có đồng ý cho các anh em đăng tải tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để cho mọi người chia sẻ giúp tìm vợ và con em không? Dạ, đương nhiên thì trước khi đi em đã tìm hiểu rõ. Thì em biết là sẽ sử dụng hình ảnh của em, nhưng mà thực tế á, thì em sẽ không ngại gì vấn đề cái cá nhân của mình nữa. Tại vì hai con hiện giờ có đối với em á, nó là sinh mạng của em. Rồi, ok, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Chúc em thượng lộ bình an em nhé. Rồi, công Trần xin phép được kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.